người, mình là Cảnh. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Cảnh Miền Tây nha. Thì hôm nay Cảnh đang có mặt tại chợ Sa Thòn, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Hôm nay Cảnh sẵn tiện Cảnh đi mua một ít gì đó để về làm đồ ăn cơm. Cảnh sẽ quay ở chợ nhộn nhịp buổi sáng cho mọi người xem nha mọi người. Đây là một chợ thôn nhỏ, Sa Thòn, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Đây là đường lộ. Trong đây là nhà lồng chợ. Dạ. Quay đăng lên YouTube chứ ai. Dạ. Đằng trước có cô bán trái cây rất là tươi ngon nha mọi người. Cũng mua giá thì cái mua được cô. Mời mọi người cùng mình đi vô trong luôn nha. Ở trong đây thì bán đồ tươi. Cặp mé sông này thì bán cá, tôm. Ê lắm hả cô? Không, con quay con đăng lên rồi là từ đây tới sau là hết thế à. Ờ trời, vậy mới là chợ đó cô. Không vậy được rồi cô, vậy đó. Dạ. Cô bán thịt ở đây mấy năm rồi cô? Cô ạ? Dạ. Cô tên gì? À, cô Phượng ở bán thịt ở trong nhà lồng chợ này Sa Thòn này nha mọi người. Đéo lên là bà con mình đang bán rắc lợi đó. Đúng rồi, đầu kia đi. Đưa lên trên mạng, đưa lên đó, bắt đầu cho người ta ủng hộ. Dạ. Nói cho quay lên đẹp lắm chứ kìa. Dạ. Cô tên gì? Cô bán ở đây được bao lâu rồi? Kim Út. À, cô Út hả? Kim Út. Ừ. Dạ. Cái này quá khổ. Qua. Chợ buổi sáng nhộn nhịp đông, rất là đông vui nha mọi người.
sẽ vô đây mình mua ủng hộ chế này ít bánh nè. Chế ơi, bán cho em vài cái bánh nè chế. Bánh này nè chế, bán cho em 5 cái đi chế. Nhiêu tiền vậy chế? 10.000. À, 5 cái có 10.000 hả chế? Đây hả chế? Rồi video của Cảnh xin kết thúc nha mọi người. Mọi người thấy hay thì hãy like và subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.